Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, hai ngày qua mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24 m chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng thứ Tư, ông Chu cư trú tại làng Trung Sương, quận Y Lương, Vân Nam đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài để kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20 mét và đang tràn về phía nhà ông. Ông Du kể, tôi đã đánh thức vợ và 4 đứa cháu trai, rồi chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó, bùn tràn vào khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Du không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói, đến cuối đời, tôi cũng không thể có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác. Bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Hôm thứ Tư, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin rằng mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Chiêu Thông, bao gồm Trấn Hùng, Y Lương, Vị Tân và các quận khác. Từ 11 giờ đêm thứ Ba đến sáng thứ Tư, lượng mưa đạt hơn 250mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 12 giờ tới sẽ có mưa lớn hơn tại các quận thuộc thành phố Chiêu Thông, bao gồm Chiêu Dương, Lục Điếm, Kiều Gia, Trần Hùng, Lương Y, Vị Tân Đại Quan, Diên Tân, Vĩnh Sơn. Mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều hơn. Ngày hôm nay, CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm, nước mưa tăng 8,24m. Hôm nay, ông Lưu cư trú tại thị trấn Ngưu Kỵ ở quận Y Lương cho biết đây là trận lụt tồi tệ nhất trong gần 70 năm qua. Tầng 2 của hầu hết các tòa nhà trong thị trấn bị ngập nước. Ông Lưu cho biết rằng ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo và các thiết bị, dụng cụ thường dùng. Ông Du cư trú tại thị trấn Lạc Vương cho biết rằng nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 2 mét. Ông Du cho biết nơi bị lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu phố ở đường Lạc Vương. Nước lũ ngập hết cả con đường, các cửa hàng bị thiệt hại lớn, khoảng 50 chiếc xe ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 30 mét do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Du cũng cho biết thêm rằng điện và điện thoại đã bị cắt hôm thứ Tư do trận lụt. Hôm nay, dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện. Ông Chen cư trú tại quận Ngụy Tín, thành phố Chiêu Thông cho biết rằng nước sông ở Ngụy Tín chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lụt. Ông Chen cho biết ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và gia súc khác. Ông Chen nói Chiêu Thông là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện sống tốt. Giờ đây, người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lụt, chính quyền yêu cầu chúng tôi tự cứu lấy mình. Nhưng bằng cách nào, tôi không có cách nào. Đây là trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại thành phố Chiêu Thông trong năm nay. Vào giữa tháng trước, quận Diên Tân bị ngập lụt nặng. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người từ thị trấn Pue chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc không thông tin bất kỳ trường hợp tử vong nào. Thưa quý vị, trận mưa lớn gần đây ở miền Nam Trung Quốc vào thứ Sáu vừa qua, 14 con sông đã trải qua trận lũ lụt cực lớn. Nhà dân và đất canh tác ở huyện An Nguyên, tỉnh Giang Tây, Anh Đức, Thiểu Quan, Sán Vĩ cũng như các nơi ở Quảng Đông bị ngập lụt nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại nặng nề. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã báo cáo rằng từ 2 ngày qua mưa lớn đã đổ xuống ở phía Bắc Quảng Đông và miền Nam Phúc Kiến và 14 con sông ở miền Nam Trung Quốc đã trải qua lũ lụt vượt quá mức cảnh báo an toàn, mức tối đa vượt qua giới hạn cho phép là từ 0,9m đến 3,65m. Theo báo chí đưa tin, do mưa bão liên tục nhiều nơi ở Cám Châu, tỉnh Giang Tây, nước sông dâng cao vào sáng sớm thứ Bảy, đất nông nghiệp bị tàn phá do sạt lở đường và các thảm họa khác. Ao cá rộng 4 hectare bị mất trắng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 16,269 triệu nhân dân tệ. Hôm thứ Hai vừa qua, dân làng ở thị trấn Chế Đầu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, nói với chúng tôi rằng khu vực địa phương đã có mưa gần nửa tháng, nước sông dâng cao, đất canh tác bị ngập lụt,
gà, vịt và các loại gia cầm khác bị chết, bị cuốn trôi, bị bùn đất vùi lấp. Ông Dê, một người dân ở thị trấn Chế Đầu, huyện An Nguyên, Cám Châu, Giang Tây nói, lũ lụt ở đây rất lớn và thiệt hại cũng rất lớn. Nhà cửa ngập trong nước và đồ đạc và các vật dụng đều bị ngập trong nước. Đồ dùng trong nhà không thể sử dụng được. Lũ lụt chuyện trước đây là vậy, nhưng không nghiêm trọng như năm nay. Sạt lở nhiều hơn. Bây giờ nước đã rút, trời không mưa nên điện nước đang được sửa chữa khắc phục. Theo thống kê của Cục Khí tượng Quảng Đông hôm thứ Bảy, hơn 30 thị trấn và đường phố trong tỉnh đã ghi nhận lượng mưa bão lớn trên 140mm, 132 thị trấn và đường phố ghi nhận mưa bão từ 80mm đến 110mm và 160 thị trấn và đường phố ghi nhận mưa bão từ 50mm đến 70mm. Mưa rất lớn. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Các khu vực Anh Đức, Thiều Quan, Sán Vĩ bị bao phủ bốn xung quanh là nước lũ, đường sắt bị tạm hoãn và ngừng hoạt động, vận chuyển bị hủy bỏ và đường cao tốc bị đóng cửa. Cư dân trong khu vực bị lũ lụt tiết lộ rằng một số khu vực trũng thấp ở khu vực thành thị đã bị ngập lụt vào ngày hôm đó và một số khu vực nông thôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhà cửa và đất canh tác bị ngập lụt. Bà Ly, người dân Thiều Quan, Quảng Đông, trận lũ vừa qua khá khủng khiếp, nước sông không rút mà tương đối đầy. Nước ở khu vực đô thị rút dần dần rồi bởi vì hôm qua mưa mới tạnh. Cô Quang, cư dân Anh Đức, Quảng Đông cho biết gia đình chúng tôi cũng sống bên sông và mực nước dâng rất cao. Hãy chú ý đến Anh Đức, những ngày này trời vẫn ổn và hôm nay trời không mưa. Cũng thời điểm này năm ngoái lũ lụt triền miên, một tháng sau Thiểu Quan xả lũ đến. Quý vị thân mến, trước thiên nhiên con người luôn nhỏ bé, trận đại hồng thủy vừa qua vẫn là cơn ác mộng đối với nhiều người. Kết quả là người dân phải di rời, nhiều gia đình vợ con ly tán. Nhưng trong thảm họa khổng lồ này cũng để lại nhiều câu chuyện cảm động. Vừa qua do mưa nhiều ngày liên tục, một trận lũ lụt thảm khốc đã xảy ra. Các con sông như sông Dương Tử và Hoàng Hà lần lượt vỡ bờ, gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh. Cơn lũ hoành hành cuốn trôi nhà cửa của người dân. Đối mặt với những thảm họa như vậy, người dân không còn cách nào khác ngoài nhìn lũ lụt lan rộng. Một số tỉnh như Hắc Long Giang, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây bị ảnh hưởng đặc biệt bởi lũ lụt thảm khốc. Vào thời điểm quan trọng như vậy, chính quyền cấp trên đã ngay lập tức ra lệnh cho quân đội giải phóng nhân dân đến khu vực thiên tai để hỗ trợ người dân. Khi quân đội giải phóng nhân dân đến khu vực bị lũ lụt, trái tim bồn chồn của mọi người dần bình tĩnh lại. Trước khi đến khu vực xảy ra lũ lụt, mặc dù biết rằng lũ lụt rất nghiêm trọng, nhưng khi đến hiện trường họ vẫn bị sốc trước cảnh tượng này. Toàn bộ bờ kè đã bị cuốn trôi, thành phố bị nhấn chìm và kế hoạch giải cứu đã được chuẩn bị giờ hoàn toàn vô dụng. Để ngăn lũ lụt lan rộng hơn, quân đội giải phóng nhân dân lần lượt mang theo bao cát, nhảy xuống nước không chút do dự và muốn dùng bao cát để xây đập tạm thời để ngăn lũ. Trong cơn lũ kéo dài, bóng dáng của quân giải phóng nhân dân thỉnh thoảng hiện ra rồi biến mất. Trước thiên tai to lớn như vậy, sức người quả thực quá yếu. Sau khi nhiều binh sĩ nhảy xuống nước, họ không bao giờ trồi lên nữa. Nhưng số chiến sĩ còn lại vẫn nhảy xuống nước lần lượt bỏ bao cát xuống để đắp bờ. Những người lính bảo vệ ngôi nhà của họ, bảo vệ đất nước của họ và biên giới đồn trú và họ phải trải qua tất cả các loại huấn luyện gian khổ. Trước lũ lụt lại phải dùng máu thịt của mình đứng trước nhân dân, tình cảnh này sao có thể không động lòng người. Sau đó là cảnh cảm động, mọi người quỳ xuống và khóc, xin đừng nhảy, chúng tôi không muốn ngôi nhà nữa. Nhưng quân đội giải phóng nhân dân làm ngơ và tiếp tục nhảy xuống từng người một, chống lại dòng nước chảy xiết bằng cơ thể và bao cát của họ. Cuối cùng lũ lụt cũng đã được kiểm soát và mọi người đều cảm động rơi nước mắt. Sau trận lụt, người dân vùng thiên tai đã gửi lời chia buồn tới PLA, nhưng bọn họ một chút cũng không tiếp thu, thậm chí vì không muốn quấy rầy mọi người, muốn tránh thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ lặng lẽ di tản, nhưng về sau vẫn bị mọi người phát hiện. Thưa quý vị, gần đây vành đai mưa ở Trung Quốc đại lục đã di chuyển về phía Bắc và sông Hoàng Hà đã trải qua trận lũ thứ nhất của năm nay. Nam Dương, Chú Mạ Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu và những nơi khác ở Hà Nam bị mưa lớn. Dự báo mới nhất cho thấy những nơi này vẫn sẽ có mưa lớn. Các video đăng trên Internet cho thấy lũ lụt ở những nơi này ở tỉnh Hà Nam đã nhấn chìm đường phố. Theo báo cáo toàn diện của Phương tiện Truyền thông Đất đai tuần vừa qua, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã chỉ ra rằng dòng nước chảy vào Lan Châu trên sông Hoàng Hà tiếp tục tăng lên. Sông Hoàng Hà đạt 3.900 m khối mỗi giây. Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hoàng Hà vào năm nay. Vào lúc 11 giờ hôm thứ Ba, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam lại đưa ra một cảnh báo mưa bão màu vàng khác.
Dự kiến trong vòng 6 giờ tới, lượng mưa ở 5 khu vực là Nam Dương, Trúc Mạn Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu, Thượng Khâu, Bình Định Sơn và Hứa Xương sẽ đạt hơn 80mm ở phía đông, một phần khác lượng mưa hơn 130mm kèm theo sấm sét và thời gian xảy ra mưa lớn ngắn, gió mạnh và các hiện tượng thời tiết khác. Từ 9 giờ sáng thứ ba đến 12 giờ trưa thứ tư, có mưa lớn cục bộ ở Chu Khẩu, Thượng Khâu, mưa lớn ở Bình Định Sơn, Lạc Hà và Nam Dương. Có hơn 20 trạm đo mưa với lượng mưa vượt quá 80mm và lượng mưa tối đa là 95,8mm ở Tế Trung, huyện Đan Thành, Chu Khẩu. Lượng mưa mỗi giờ tối đa là 61mm ở Gia Trang, huyện Đan Thành, Chu Khẩu. Các khu vực bị mưa bao phủ bao gồm Tế Viên, Trịnh Châu, Hứa Xương, Chu Khẩu, Nam Dương, Lạc Hà, Trúc Mạ Điếm và Thương Khẩu. Ngoài ra, Cục Quản lý Đô thị Trịnh Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ ra rằng Cục Khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn ở Trịnh Châu hôm thứ Ba và thứ Tư và Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Đô thị Trịnh Châu đã đưa ra phản ứng kiểm soát lũ lụt cấp 2. Các video đăng tải trên mạng cho thấy lũ lụt ở Nam Dương, Chu Mạ Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam, đường phố ngập rất sâu. Đường phố trở thành sông, ô tô đi trong nước nổi lênh bềnh như lái thuyền, nước sâu thậm chí còn ngập cả xe buýt. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.